Xin chào thầy, hôm nay thì em sẽ trình bày về ứng dụng đầu tiên khi dùng con một là khi dùng con BX18F4 Nano không điều khiển 32 led, và chúng ta sẽ sử dụng những cái con IC mở rộng thêm để điều khiển được 32 led. Thì nó vẫn là giờ chính, nó vẫn là con BX18F4 Nano không, và chúng ta sẽ kết nối với con IC chốt là con 74573 con IC chốt, và từ con IC chốt này chúng ta sẽ nối với lại bốn con IC 74595 để mở rộng thành 32 led. Thì sau khi mà chúng ta đã kết nối được cái phần cứng như này thì chúng ta sẽ thử một cái ứng dụng là cho nó chạy một cái tổng hợp 32 led. Và mình có một cái code, dành cho cái chương trình này. Đây là cái code của mình, sáng sáng 32 đến 5 lần, và những cái code tiếp theo. Rồi sau khi mà mình có code rồi thì ta sẽ nạp vô và cho nó chạy sáng tắt 5 lần. Thì cái con IC chốt này nó có mục đích là khi mà nó đẩy dữ liệu ra, nó dữ liệu nó ra từ con biết rồi thì nó sẽ quyết định là nó sẽ có cho phép là xuất dữ liệu ra hay không. Cảm ơn thầy và đã lắng nghe ạ.